Hello, chào anh em đã quay trở lại kênh của Tường. Hôm nay Tường nhận được một cái kiện hàng của bạn Phạm Hùng, 957 Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, gửi ra cho mình để sửa giúp bạn ấy. Không biết là bạn mua ở đâu, và mình cũng chưa biết là bạn có cái lỗi gì mà bạn gửi ra cho mình. Thì bây giờ mình bóc ra kiểm tra thì bên trong có một tông bấm viền, một tông bấm viền của Kimay. Con này thì mình cũng không biết, mình không có sử dụng con này, mình chưa biết. Con này là con Magic One. Nhìn cái hộp thấy lạ lạ. Giờ ok, để gọn này sang bên. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọi cho bạn ấy trước đi. Hôm nay mình sẽ làm lại clip để mình hiểu hơn về tông đơ, và để cho mọi người biết được là sửa chữa những cái lỗi nào, rồi mình sẽ sửa chữa cho các bạn, để cho các bạn tự chỉnh sửa tại nhà cũng được. Giờ gọi cho bạn trước đi, để xem là nó bị cái gì. Không 941 897 047. Đang ngủ à? Alo? Hello. Mình Tường đây, Hùng à? Hả? Bạn có phải là Hùng không nhỉ? Đúng rồi. Mình là Tường đây, Tường bây bờ đây. Dạ dạ, chào anh. Sao chưa bình minh nữa hả? Dạ chưa, hiện tại trong Sài Gòn đang còn dịch quá, nên còn nằm nghỉ. Mình nhận được cái tông của bạn rồi, nó bị cái gì để mình chỉnh sửa cho bạn nhỉ? Dạ, nó kêu to với lại nó bị mắc tóc quá anh ạ. Cái tông nào bị mắc tóc? Tông đơ ạ, còn chấn viền là ăn, nó không ăn tóc. Chấn viền không ăn... Đúng rồi, chấn viền là nó kiểu như nó không ăn tóc, nó phải mài lưỡi lại ạ. Chấn viền không ăn tóc và... Con Magic này kêu to à? Đúng rồi, kêu to với lại nó mắc tóc lắm anh. Khi mà anh... Tết đó là nó hay bị ăn tóc. Mắc tóc là do lưỡi nha. Dạ, đúng rồi, nghĩ là phải. Mắc tóc là do lưỡi. Thì để bây giờ mình thay lưỡi nha. Bây giờ muốn ngon ấy chỉ có thay lưỡi thôi, còn cái vấn đề kêu to thì lát nữa mình sẽ kiểm tra cho. Dạ vâng, anh cứ kiểm tra giùm em nhé. Cái kêu to thì mình sẽ kiểm tra, còn cái muốn mà lưỡi nó không bị rứt tóc ấy thì phải thay lưỡi. Dạ. Thay lưỡi xịn của Juan Jo. Tông này là tông gì? Magic Clip hả? Tông tàu hả? Dạ. Tông tàu mà nhìn cái hộp của nó trông như kiểu tông xịn vậy. Tông này nó mua bao tiền? 850 anh, 900 á. 900? Dạ. Rồi, trông như tông Mỹ xịn luôn ha. Pin con này sử dụng được bao lâu? Em xài cũng thấy nó cũng nhanh hết lắm. Nhanh hết là được khoảng độ... Mới tại tại vì khi mà em xài là... Khi nó yếu máy là em bắt đầu sạc rồi. Nó không có những thị ở trên nữa. Lên chữ ít kỳ nặng hết nữa. Cắt được khoảng bao nhiêu đầu? Em nghĩ là tầm 3 đầu. 3 đầu hả? Vậy là nó rơi vào khoảng độ tầm 8-90 phút đúng không? Rồi cái còn con bấm viên này thì chắc là phải mài lưỡi rồi. Dạ. Tại vì lưỡi chấn viền đi nó không ăn tóc gì hết luôn. Tóc cứng mình ăn, tóc mềm nó chẳng ăn gì hết. Tại vì cái lưỡi của nó, chắc là lưỡi của nó bị dày lưỡi quá. Dạ vâng. Thôi nói chung là cứ để mình kiểm tra xong rồi có gì mình gọi lại cho nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
Rồi, ok. chào anh. Rồi, ok. Con này thì là tông tàu. Kêu to với lưỡi không bén, con này lưỡi không bén. Ok. Bây giờ mình sẽ mở đập hồ cái con này trước đi. Đủ, nhìn như magic thiệt luôn. Như magic luôn. Cái vỏ của nó, vỏ của nó còn bóng hơn cả magic. Đằng sau cũng ghi là Make in USA luôn các bạn. Make in USA. Nhưng mà để phát hiện ra magic thật và magic nhái này là cái giá tiền đầu tiên là mình phát hiện ra được. Tại vì con này có 900 thôi. Còn con magic thật của nó là hơn 2 triệu cơ. Cái chữ ở đây người ta in rất là nhòe. Cái lưỡi kép này thì cái phần khắc này này, nhìn là biết phần khắc này nó không được khắc sâu và nhìn nó không 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 tinh tế như cái lưỡi mà mình đã từng làm cho các bạn và mình đã từng từng hay vẫn làm. Cái chữ này nhìn nó khác, chữ này nhìn nó dại hẳn. Còn cái phần lưỡi này cũng bóng hơn. Nếu như để những anh em mới vào nghề thì khó phát hiện ra được lưỡi. Khó có thể phát hiện ra được. Nếu như anh em mới vào nghề thì khó phát hiện ra được lưỡi xịn hay không xịn. Tại vì cái lưỡi này nó cũng khắc sâu xuống. Nhưng mà cái lưỡi trên bề mặt lưỡi này nó bóng hơn cái lưỡi kia. Và để phát hiện ra chuẩn nhất thì cái lưỡi kép này nhìn là biết, lưỡi kép này rất là dày. Lưỡi kép tàu này rất là dày mà hôm trước mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi. Lưỡi kép tàu nó dày hơn. Cái lưỡi kép là cái lưỡi trong này. Rồi rất dễ phát hiện. Cái lưỡi kép tàu này nó dày nên là nó không thoáng, nên là cảm giác các bạn cắt nó bị rứt tóc. Là đúng rồi. Cái tông này thì chắc là chỉ có thay 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 lưỡi thôi. Nghe thử cái tiếng máy của nó xem nhé. Kêu cũng rất là to. Sạc của nó thì cũng giống như sạc của Quan các bạn. Cũng giống như sạc của Quan nhưng mà cầm vào nó rất là nhẹ. Lực này lực dẻo. Lực này lực dẻo. Lực dẻo thì khi các bạn cắt, các bạn sẽ không tạo ra được đường thẳng. Khi các bạn kê tông mà nó nặng thì nó sẽ cong lược. Nó sẽ cong lược như thế này. Nó cong lược như thế này thì cái đường các bạn tạo ra đường thẳng nó không thẳng được. Đây là lực dẻo. Cứ của nó. Cứ của nó cũng là có chữ quan luôn các bạn. Cứ của nó cũng có chữ quan luôn. Cứ rất là dẻo. Cứ rất là dẻo. Nói chung là bây giờ cũng giỏi thiệt. Cứ rất là dẻo. Nói chung là bây giờ cũng giỏi thật đấy. Cứ đầy đủ. Tông thì giống y chang. Không khác một chút nào. Rồi ok, con này mình sẽ tiến hành thay lưỡi kép Mỹ chính hãng vào. Rồi. Kiểm tra con này xem nào.
Kim Mây 2712. Hàng của Kim Mây thì cũng rất là tốt, nhưng mà không phải là con nào dùng cũng được, nên là bắt buộc khi mà chúng ta lấy về, khi mà mình lấy về mình gửi cho anh em thì mình đều phải mài rất là kỹ. Mình mài rất là kỹ. Nhìn rất là mố, trông như kiểu là người nhện ấy. Cái lưỡi của nó quá dày. Nó bí, lưỡi dày như này thì nó rất là bí. Lưỡi dày như này rất là bí. Lưỡi này thì chưa được mài, chưa được chỉnh sửa. Nó rất là bí và đẩy, khi mà các bạn đẩy vào tóc nó sẽ bị đẩy tóc ra ngoài chứ nó không ăn tóc. Kim Mây thì thực ra cái hãng của Kim Mây thì nó cũng có rất là nhiều phân khúc cho anh em. Kim Mây nó là thương hiệu cũng có tiếng tăm rồi nên là máy móc của nó thì cũng ổn, nhưng mà nó cũng có phân khúc giá, loại giá nào, tầm giá nào cũng có hết. Con này nói chung là nếu mà như mài đi thì nó cũng tạm tạm vậy thôi, chứ nó cũng không tốt, cũng khó. Nếu mà mài đi thì cũng dùng tạm vậy thôi. Tại vì cái nguyên bản, mình nhìn cái lưỡi nguyên bản của nó đã quá dày rồi. Có mài đi thì cũng sử dụng tạm vậy thôi. Con này yếu. Mình cảm nhận con này yếu. Như con này cũng là của Kim Mây. Đây, con này cũng là của Kim Mây. Nhưng mà những cái dòng này ấy, khi mà lấy về là đều đã mài hết rồi. Dòng này thì cũng rẻ thôi, dòng này có 350. Còn dòng này thì mình không biết là bao nhiêu. Con này thì hơi khó à. Rồi, ok. Còn con này thì sẽ thay lưỡi của One chính hãng vào. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành thay cái lưỡi kép của Mỹ USA và cái con tông Magic Tàu này. Đây là tông Magic Tàu. Cái lưỡi của nó cũng được khắc chữ One USA. Nó nhái cũng rất là tinh tế đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái lưỡi kép xịn này vào. Đây là cái lưỡi kép xịn. Đây nha, lưỡi kép xịn nhé. Các bạn lưu ý cái lưỡi kép xịn ấy là cái màu của nó hơi xỉn xỉn. Cái màu của nó xỉn xỉn và cái chữ quan này, này, cái chữ quan này, này nó khắc sâu hơn nha các bạn nha. Chữ quan này nó khắc sâu hơn, nó không như cái lưỡi kia. Cái lưỡi này nhìn thì các bạn có thể phát hiện ra ngay. Lưỡi này thì nó bóng hơn và cái chữ quan này nó khắc, nó nông hơn. Nếu như anh em mới vào nghề thì chắc khó có thể phát hiện ra được đâu là lưỡi xịn. Và cái lưỡi kép của nó này, lưỡi kép này nó rất là dày, nó không mỏng, nó không tinh tế như cái lưỡi kép này. Nó không tinh tế như cái lưỡi kép này. Lưỡi kép này thì nó thoáng, cảm giác nó trắng, nó tinh tế hơn, nó mỏng hơn. Còn lưỡi này dày hơn. Rồi ok, giờ mình tiến hành mình thay vào nhé. Bạn này cuối cùng bạn vẫn quyết định là thay lưỡi kép. Con này thì thay lưỡi kép Mỹ vào thì mình nghĩ chắc là cắt ok. Nhưng mà nó kêu hơi to xíu thôi. Cũng to chứ không phải là xíu nữa. Bây giờ mình tiến hành thay vào. Đây lưỡi kép của nó dày lắm. Đây lưỡi kép của tàu.
Cái phần lưỡi gà này các bạn lót vào cho mình một cái miếng vải nhẹ nhẹ nhá, để cho nó chắc chắc, nó đỡ kêu hơn. Đây là lưỡi gan xịn nhá. Nghỉ dịch ăn ở nhà rồi sửa tông cho mọi người thôi. Thực sự nếu như anh em nào mà không kinh nghiệm thì để phát hiện ra lưỡi tàu với nước Mỹ thì chắc rất là khó. Đây là cái vỏ của lưỡi Mỹ các bạn nha. Đây là cái vỏ của lưỡi Mỹ. Các bạn lưu ý. Khi mà các bạn lắp lưỡi nha, các bạn không được để chỉnh hai cái lưỡi nó bằng nhau đâu. Nếu mà hai cái lưỡi bằng nhau khi mà các bạn cắt tóc được khách thì nó sẽ bị cắn vào da. Nó sẽ bị cắn gây chảy máu, tại vì cái lưỡi kép này nó rất là sắc. Lưỡi kép này nó rất là sắc nên là các bạn đừng chỉnh nó sát quá. Lúc nào cái lưỡi bên trong là cái lưỡi kép đấy, nó phải nuôi xuống một chút các bạn nha. Nó phải thấp xuống một chút. Các bạn lưu ý chỉnh cho nó cân nha. Bên này vẫn đang thấp hơn này. Các bạn phải chỉnh cho nó cân. Đó, nó thấp quá này. Tông anh em mà có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho mình tư vấn, hoặc là gửi ra cho mình sửa chữa cho. Một số anh em tự làm ở nhà lại không biết làm. Đây là mình thay cái lưỡi kép của Mỹ vào, nó vẫn kêu như thế nhá. Tại vì cái tông tàu này nó rất là kêu. Đấy. Cái tông tàu này nó rất là kêu, nhưng mà mình nghĩ chắc là con này cũng cắt, đã thay lưỡi kép của Mỹ, đã thay lưỡi kép của Mỹ vào thì chắc rất cắt rất là bén luôn đấy. Đây lưỡi kép của Mỹ. Rồi, ok. Mình cất vào đây cho bạn ấy. Còn cái lưỡi kép cũ, lưỡi kép tàu của bạn mình cất vào vị trí cũ, vào cái đây gửi lại cho bạn. Cái này thì bạn gửi ra cho mình. Bạn Hùng ở trong Sài Gòn gửi ra cho mình sửa hộ, thay lưỡi kép hộ. Cái cữ của nó cũng rất là mềm các bạn ạ. Cữ của tàu rất là mềm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra những cái clip review về đồ nghề tiếp theo để cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn con bấm viền này của bạn này nữa chắc là không sửa được, tại vì con này có mài lưỡi đi thì cũng không hiệu quả lắm. Thôi nói chung là để đẩy tạm vậy. Gọi điện cho bạn.
không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Dịch rất là căng các bạn ạ. Hãy ở nhà, các bạn lưu ý nha. Không có việc gì thì nên ở nhà, không nên đi ra ngoài. Có ý thức thì dịch nó sẽ nhanh dập tắt thôi. Alo. Hùng à. Dạ. Cái tông của bạn mình thay lưỡi kép Mỹ vào rồi nhá. Dạ rồi. Còn con bấm viền thì con này chắc là không ổn đâu, cứ để mà sử dụng thôi. Không ổn à? Tại vì trước mình cũng có mấy con như thế này mình mang đi mài rồi, chỉ tốn tiền thôi chứ về xài nó vẫn thế à? Thế à? Đúng rồi, nên là xác định con này để xài tạm đi. Dạ rồi, dạ rồi. Tại vì bây giờ đi mài tốn tiền mà nó cũng đâu có xài được đâu. Dạ tại rồi, vì dạ. Cái lưỡi của con này nó quá dày, mình không thể xẻ lưỡi được. Mình xẻ không thay lưỡi khác vô được không ạ? Cái lưỡi của con này thì chỉ có lưỡi Mỹ mới thay vừa thôi. Lưỡi để em xài tạm đi rồi bữa thay con khác không được. Ừ, xài tạm đi, không thì lúc nào lấy cái con NT218 của mình á. Dạ dạ dạ. Tại vì con này con đi mài thì cũng tốn tiền thôi, thôi để vậy xài đi. Lưỡi nó dày quá. Để con này để phá ngấn đường 1 được mà. Nhưng mà đi mấy cái đường viền nó yếu lắm mà. Ở viền thì mình mua một cái tông khác, còn con này chuyên để phá ngấn thôi. À, để có gì à? Ừ. Qua mùa dịch rồi em ấy. Ừ rồi, thế bây giờ mình gửi lại vô cho bạn nha. Dạ rồi, anh gửi giùm em để em nhắn cái địa chỉ cho anh nha. Địa chỉ có đây rồi, 957 cái Quang Trung. Cái tiệm em làm á, bữa nay đóng cửa rồi, nên để gửi về nhà thì à, em gửi địa chỉ cho anh nha. Ờ, gửi về nhà. Dạ. Còn cái cái lưỡi của con Magic này là 500, mình thay hộ, mình chỉ lấy tiền lưỡi thôi nha. Dạ dạ, cái đó là em chuyển khoản anh hay là lấy người ta giao rồi em gửi bên họ luôn anh? Mình nhận hàng rồi mình thu thanh toán luôn. Okay. Mà cái tông Magic này này, con này nó là tông tàu. Thì mình đã trải nghiệm qua rất là nhiều cái tông này rồi. Con nào nó cũng kêu to vậy, không khắc phục được đâu. À, cũng không dám được hả? Có điều là ấy, mình lắp cái lưỡi của Mỹ vào rồi thì mình nghĩ chắc là nó rất là ngọt đấy. Rồi, tại vì nó bén mà, lưỡi của Mỹ nó bén. Nên là cái độ kêu thì chắc chắn là con nào cũng thế. Tông tàu con nào? Okay. Tông tàu không phải là tông tàu mà là chỉ có con Magic tàu này nó mới kêu thế thôi, còn những con khác nó cũng không kêu như vậy đâu. Dạ, dạ, dạ. Gửi lại địa chỉ giúp mình nhá. Dạ rồi anh. Rồi, ok. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn ở những cái clip tiếp theo.